shit regardless. Chúng ta hãy bắt đầu chuyển sang ly sữa tươi đá. Bước 1, sữa tươi đá hơi chút khác biệt với sữa tươi nóng. Đầu tiên tôi sẽ rót 70ml vào bình sục sữa. 70ml sữa tươi. Và bên này 150ml. Tổng cốt cho ly sữa tươi đá này chúng ta nhiều hơn sữa tươi nóng. Ở đây là tổng là 220ml, khác với sữa tươi nóng là chỉ có 170 mà thôi. Nên cốt của ly sữa tươi đá này sẽ nhiều hơn. Bắt đêm 10 đường. Thêm 10 sữa đặc. Do chúng ta đã hoàn thành xong bước 1, rót nguyên liệu. Bước 2, làm lạnh cho sữa tươi đá. Trước khi làm lạnh, chúng ta hãy nhớ khuấy nguyên liệu lên nhé. Rồi tiếp đến, hãy sử dụng 3 đến 4 viên đá to. Là ok rồi. Hoàn thành bước 2, chúng ta hãy đến với bước 3. Bước 3, trang trí. Để tạo được bọt cho sữa tươi, hãy di chuyển cái nắp chặn này sát với bề mặt của sữa tươi. Khi bọt dâng lên, chúng ta phải đẩy nó lên để sát với bề mặt, tạo ra ma sát thì chúng ta mới ra bọt được. Cuối cùng vẫn là chủ đề cam thảo, tạo vị ngọt cho sữa tươi, đặt lên trên mặt ly. Chúng ta đã hoàn thành xong sữa tươi đá. Đến giờ tập viết chữ đẹp rồi, hãy chép lại công thức của ly sữa tươi đá nào. Sữa tươi đá, sữa tươi không đường 220ml, sữa đặc 10ml, đường 10ml, đá viên 3 viên, cam thảo 1. Thế nào, bạn nhớ đúng hết tất cả các bước rồi chứ? Mình sẽ rất tự hào nếu bạn nhớ đúng hết tất cả. Và sẽ càng tự hào hơn nếu bạn chưa nhớ đúng hết, nhưng bạn sẽ xem lại video và thực hành để khi nhớ thì thôi. Và mình có một câu hỏi dành cho bạn đây. Bạn cảm thấy thế nào sau khi học xong bài học này? Hãy bình luận xuống dưới và để tôi đồng hành cùng với bạn. Quên mất, hãy cùng xem cốt của ly sữa tươi này.
thử nhẩm lại các bước làm của ta ly sữa tươi đá. Sau khi đã chắc chắn rồi, hãy ấn video tiếp tục và kiểm tra nhé. Cách làm sữa tươi đá. Bước 1, rót tất cả nguyên liệu. Rót sữa đặc, đường và 150ml sữa tươi vào cốc thủy tinh. Rót 70ml sữa tươi vào bình sục sữa. Bước 2, làm lạnh. Khuấy đều cho tan hết nguyên liệu. Cho 3 viên đá vào cốc. Bước 3, trang trí. Sục bọt 70ml sữa tươi. Rót lớp bọt lên cốc. Trang trí bằng cam thảo. Chúng ta đã đi cùng nhau tới 6 buổi học và bạn thật sự rất cố gắng đấy. Mình rất tự hào về bạn. Tạm biệt và mình rất đón chờ bạn vào video tiếp theo.